Thưa quý vị, cùng với nhiều địa phương trong cả nước, Lâm Đồng đã triển khai thực hiện lộ trình xăng sinh học E5 để thay thế cho một số loại xăng trước đây. Qua 8 tháng triển khai thực hiện dù được đánh giá là loại xăng tốt cho động cơ, bảo vệ môi trường, song loại xăng này vẫn chưa được người dân đón nhận nhiều. Nguyên nhân vì sao? Công ty xăng dầu Lâm Đồng, đơn vị tiên phong trên địa bàn tỉnh triển khai thí điểm đưa xăng sinh học E5 ra thị trường để phục vụ người tiêu dùng. Qua 8 tháng thử nghiệm, đơn vị đã bán trên 2.150 mét khối. Mặc dù được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước, tuy nhiên trong quá trình triển khai, đơn vị hiện còn gặp nhiều khó khăn. Cái nguồn hàng xăng E5 đó, thì hiện nay công ty chỉ có nguồn duy nhất là ở tổng kho nhà bè xăng dầu thành phố Hồ Chí Minh. Nên cái nguồn hàng mà đưa từ kho xăng dầu nhà bè về khu vực Đà Lạt hay khu vực Đức Trọng, Đơn Dương thì nó sẽ phát sinh tăng cái chi phí vận tải, nó giảm cái hiệu quả kinh doanh. Đặc biệt là nếu đưa về khu vực Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương thì chi phí tăng thêm 185 đồng một lít. Còn về khu vực Đà Lạt, Lạc Dương thì tăng thêm 255 đồng trên lít thì nó sẽ giảm cái hiệu quả kinh doanh. Ngoài việc khó khăn về nguồn hàng chưa ổn định để cung cấp ra thị trường, một số cửa hàng xăng dầu ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa còn hạn chế về thiết bị bơm. Xăng tồn trữ không bán được sẽ bị tiêu hao nhiều, khiến doanh nghiệp thua lỗ. Không những thế là loại xăng quá mới, nên tâm lý người dân e dè, chưa dám mạnh dạn để chuyển sang sử dụng xăng sinh học E5. Tôi vô cái xăng thứ hai đổi sang 95, xăng sinh học E5 này ở đây chưa xài. Tính đến nay, Lâm Đồng chỉ mới có 9 cửa hàng bán xăng sinh học E5 thuộc hai đơn vị chuyên kinh doanh xăng dầu là công ty xăng dầu Lâm Đồng và chi nhánh công ty xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này, cũng như khuyến khích nhiều doanh nghiệp tiếp tục tham gia phân phối xăng E5 trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương Lâm Đồng đang kiến nghị với Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối cung ứng đầy đủ, không để hụt nguồn xăng cung cấp cho các đại lý xăng dầu. Đồng thời có chính sách quy định mức giá bán lẻ xăng E5 rẻ hơn các loại xăng khác từ 1.500 đến 2.000 đồng một lít, thay vì rẻ hơn 600 đồng như hiện nay, để tạo động lực khuyến khích người tiêu dùng. Chúng tôi cũng đã có cái đề nghị bây giờ là các cái tập đoàn, các cái tổng công ty, rồi các cái nhà phân phối thì xăng E5 nữa thì phải hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp phân phối cái xăng E5, kinh doanh cái xăng E5 này đó là những cái chi phí để mình xúc rửa, cải tạo bồn bể và có thể là hỗ trợ thêm một cái phần chi phí nào đó trong quá trình là người ta cải tạo lại những cái người ta đang hiện có để phục vụ cho cái của mình. Đối với những cái chỗ nào có điều kiện lắp mới thì có thể đó một cái sự thảo luận có chính sách hỗ trợ riêng của các cái doanh nghiệp tùy theo cái mức độ tiêu thụ cái khối lượng xăng dầu thì chúng ta sẽ tính toán. Đấy là phải có những cái sự hỗ trợ từ phía nhà cung cấp. Cái thứ hai thì cũng kiến nghị là phía của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương xem lại về cái chênh lệch về cái thuế môi trường. Thì chúng ta có thể là hạ bớt cái mức thay vì 3.000 đối với xăng khoáng thì đối với xăng sinh học này chúng ta sẽ giảm xuống lại để nó sẽ tạo ra một cái khoảng cách là tương đối là hấp dẫn. Rõ ràng từ những khó khăn trong triển khai xăng sinh học E5 trên địa bàn tỉnh sẽ là lực cản làm ảnh hưởng lộ trình triển khai loại xăng mới này theo quyết định 53 của Thủ tướng Chính phủ. Vì thế làm thế nào để xăng sinh học E5 được người dân đón nhận và doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này cảm thấy mặn mà khi triển khai là vấn đề cần giải quyết. Có như thế, việc thay thế dần xăng sinh học E5 thay cho các loại xăng khác theo lộ trình mới đem lại hiệu quả. Điều đáng nói là chỉ tính từ năm 2014 trở lại đây, công ty Á Cường đã bị các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang nhiều lần lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính hàng trăm triệu đồng vì hành vi xả thải vượt quy chuẩn cho phép ra sông Cẩm Đàn.